Kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh tin tức hôm nay. Chúng tôi rất vinh dự được đồng hành cùng quý vị, mang đến những thông tin nóng hổi, chính xác và kịp thời mỗi ngày. Thay mặt đội ngũ biên tập, xin kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe, luôn bình an và thành công trên mọi hành trình của cuộc sống. Trước khi bắt đầu chương trình, nếu quý vị cảm thấy nội dung hữu ích, hãy nhấn like và chia sẻ để thông tin có thể lan tỏa rộng rãi hơn. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để luôn được cập nhật những tin tức mới nhất từ Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những tin chính nổi bật trong bản tin hôm nay. Kamala Harris gây thảm họa phát biểu, dân Mỹ đã hết sức chịu đựng. Tòa án tối cao trao cho Tổng thống Trump chiến thắng lớn ở Pennsylvania trong cuộc chiến liêm chính bầu cử. Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump tiếp tục gây chấn động khởi kiện Nevada về dân lận bầu cử của người không phải công dân. Và sau đây là phần tiên chi tiết. Thưa quý vị thân mến, một lần nữa Phó tổng thống Kamala Harris lại khiến người dân Mỹ phải đau đầu với những phát biểu lan man, không rõ trọng tâm. Sau cuộc tranh luận, bà Harris tiếp tục đối mặt với chỉ trích dữ dội về một bài phát biểu dài dòng về quá trình trưởng thành trung lưu của mình, thay vì trả lời thẳng vào câu hỏi về các chính sách kinh tế. Khi được hỏi về các biện pháp cụ thể để giảm chi phí sinh hoạt cho người dân, bà Harris lại đi lòng vòng, kể về tuổi thơ và niềm tự hào về cộng đồng của mình mà không đưa ra bất kỳ giải pháp cụ thể nào. Bà Harris chỉ đề cập đến một số biện pháp mơ hồ như khấu trừ thuế 50.000 đô la cho doanh nghiệp khởi nghiệp và hỗ trợ thanh toán trước 25.000 đô la cho người mua nhà mới, nhưng hoàn toàn tránh né câu hỏi cốt lõi về việc giảm chi phí cho người tiêu dùng. Phản ứng từ công chúng trên mạng xã hội là một làn sóng chỉ trích dữ dội. Stephen Chung, phát ngôn viên của chiến dịch Trump, đã không ngần ngại chỉ trích. Kamala Harris thực sự vô dụng, và bà ta hoàn toàn coi mọi thứ là một trò đùa. Stephen L. Miller từ Vesert Media cũng nhận xét rằng bà chỉ lặp lại những câu hỏi đã được tập luyện sẵn, trong khi Davis Hostess của Orkis nghi ngờ về khả năng lãnh đạo của bà. Trong cuộc tranh luận trên ABC News, Bà Harris vẫn không thay đổi cách trả lời, lại tiếp tục kể về quá trình trưởng thành trong một gia đình trung lưu mà không đưa ra bất kỳ giải pháp cụ thể nào về giảm chi phí sinh hoạt. Liên danh Kamala Kerr trở thành trò cười với công chúng khi suốt ngày chỉ biết công kích Trump và cười hô hố, không đưa ra được chính sách tương lai rõ ràng. Nhà báo Say Kapian King phân tích rằng chiến lược tranh cử của Kamala Kerr hiện tại chỉ là né tránh truyền thông, không họp báo, không trả lời những câu hỏi nghiêm túc về chính sách mà chỉ chờ đợi Trump nói hứa để công kích. Trách nhiệm của truyền thông trong một nền dân chủ là giúp cử tri hiểu rõ người mà họ đang bầu chọn. Nhưng truyền thông đã quá thân thiện với Kamala Harris, che đậy những sai lầm và không có bất kỳ chỉ trích nào. Tính đến nay, 50 ngày kể từ khi trở thành ứng viên, bà Harris vẫn im lặng trước truyền thông, tránh né các câu hỏi hóc búa. Đến khi dư luận gây áp lực mạnh mẽ, bà ta chọn CNN làm nơi phỏng vấn với điều kiện không được phát sóng trực tiếp. Nhưng kết quả cũng chỉ là 90 phút thảm họa, khiến công chúng càng thêm hoang mang về khả năng lãnh đạo của bà. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Louisiana John Kennedy nhận xét rằng bà Harris thường vật lộn với ngôn từ có thể vì không chuẩn bị kỹ lưỡng hoặc thiếu khả năng diễn đạt. Bà Harris cố tỏ ra thông minh nhưng chỉ tạo ra một mớ ngôn từ lộn xộn mà ít ai hiểu được. Trong quá khứ, bà nhiều lần phát biểu những điều khó hiểu, lòng vòng khiến người nghe không rõ bà muốn nói gì. Quý vị thấy đấy, Mặc dù truyền thông suốt ngày ra rã tung hô, nhưng thực tế Kamala Harris đang trở thành ứng cử viên tổng thống duy nhất không qua bầu sơ bộ, không được một phiếu nào của cử tri đảng Dân Chủ, mà chỉ được phiếu từ một nhóm nhỏ trong bộ chính trị của đảng Dân Chủ. Dù vậy, bà vẫn được truyền thông và bộ máy chính quyền Dân Chủ hết lòng ủng hộ, che đậy những yếu kém. Tòa án tối cao trao cho Tổng thống Trump chiến thắng lớn ở Pennsylvania trong cuộc chiến liêm chính bầu cử. Kính thưa quý vị, chính trường Hoa Kỳ vừa trung chuyển với một chiến thắng chấn động dành cho Tổng thống Trump. Sau gần 4 năm miệt mài đấu tranh vì liêm chính bầu cử, cuối cùng ông Trump đã nhận được sự đền đáp to lớn khi Tòa án tối cao tiểu bang Pennsylvania ra phán quyết mang tính bước ngoặt trong cuộc chiến chống gian lận bầu cử. Quyết định này không chỉ đánh dấu chiến thắng của ông Trump, mà còn dán một đòn mạnh vào những chiêu trò bầu cử mà đảng Dân Chủ đã sử dụng để giúp Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020. Theo phán quyết vừa được ban hành, những lá phiếu gửi qua thư tại Pennsylvania sẽ bị hủy bỏ nếu không ghi ngày chính xác trên phong bì hoặc có chữ ký không rõ ràng hay thiếu địa chỉ người gửi. Trước đó, tòa án cấp cao tiểu bang từng đưa ra quyết định ngăn chặn việc này. Tuy nhiên, với phán quyết mới của tòa án tối cao, viễn cảnh hàng nghìn lá phiếu bị loại bỏ tại bang chiến trường quan trọng này đã trở thành hiện thực. Đảng dân chủ kể từ khi Hillary Clinton thất bại trước Donald Trump vào năm 2016 đã thúc đẩy cử tri sử dụng lá phiếu qua thư nhằm tạo lợi thế. Điều này đã trở thành một trong những nguyên nhân dẫn đến những bất thường trong cuộc bầu cử năm 2020 mà tổng thống Trump và đội ngũ pháp lý của ông đã kiên quyết chống lại. Và bây giờ phán quyết mới này sẽ khiến hàng chục ngàn lá phiếu bị loại bỏ, mở ra một tương lai bầu cử công bằng hơn ở Pennsylvania. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Michael Cly đã gọi đây là chiến thắng lớn cho tính toàn vẹn của cuộc bầu cử, một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ lá phiếu hợp lý và giúp cử tri tự tin hơn khi bỏ phiếu. Quyết định được đưa ra với tỷ lệ 4-3, trong đó có hai thẩm phán dân chủ tham gia cùng với hai thẩm phán Cộng hòa. Điều này càng làm cho chiến thắng của Trump trở nên chấn động hơn khi hai trong số 3 thẩm phán phản đối phân quyết này đều là những người được bổ nhiệm dưới thời Obama liên tục kêu gào rằng lệnh này không thể thực thi. Phán quyết này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống, mà còn tạo ra bước ngập quan trọng cho tương lai chính trị của Pennsylvania. Với 19 phiếu đại cử tri, Pennsylvania là phần thưởng lớn nhất trong số 7 tiểu bang dao động. Trước đây, hàng nghìn lá phiếu đã bị từ chối do thiếu ngày hoặc ngày không chính xác. Giờ đây, với phán quyết này, cuộc đua giành chức tổng thống có thể hoàn toàn xoay chuyển. Quyết định của Tòa án tối cao Pennsylvania đã vén màn sự thật về những chiêu trò mà đảng Dân Chủ đã sử dụng trong cuộc bầu cử qua thư. Mặc dù luật của tiểu bang yêu cầu ngay trên phong bì, các viên chức bầu cử lại không sử dụng chúng để đảm bảo lá phiếu đến đúng hạn. Phán quyết này không chỉ làm rõ sự bất thường, mà còn đặt ra tiêu chuẩn mới cho sự liêm chính trong các cuộc bầu cử tương lai. Với cuộc bầu cử sắp tới, các cử tri Pennsylvania không chỉ quyết định số phận của Thượng nghị sĩ đương nhiệm Bob Casey, mà còn có tiếng nói quyết định trong cuộc đua tổng thống những lá phiếu gửi qua thư sẽ không còn là nơi đảng Dân Chủ có thể lợi dụng. Đây là cú đấm mạnh vào chiến lược của họ, đồng thời là chiến thắng vang dội của Tổng thống Trump trong cuộc chiến bảo vệ nền dân chủ Mỹ. Phán quyết 43 này đánh dấu sự chiến thắng lớn cho Tổng thống Trump và đội ngũ tranh cử của ông trong hành trình tìm kiếm sự công bằng. Trong khi Pennsylvania là một trong số ít tiểu bang yêu cầu cử tri gửi phiếu qua thư, phải sử dụng phong bì bí mật bên trong trước khi gửi lại vấn đề về lá phiếu trần đã trở thành tâm điểm của các vụ kiện tụng tòa án tối cao pennsylvania này đã tuyên bố rằng lá phiếu không tuân thủ quy trình này là không hợp lệ và không cần cung cấp cơ hội khắc phục cho lá phiếu gửi qua thơ bị lỗi quyết định lịch sử này không chỉ giáng đòn chí mạng về những nỗ lực gian lận bầu cử của đảng dân chủ mà còn củng cố niềm tin của người dân vào hệ thống bầu cử của nước mỹ đây thực sự là chiến thắng vang dội cho tổng thống trump và đội ngũ của ông khẳng định rằng công lý và liêm chính bầu cử sẽ luôn chiến thắng. Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump tiếp tục gây chấn động, khởi kiện Nevada về gian lận bầu cử của người không phải công dân. Kính thưa quý vị, sau chiến thắng vang dội ở Pennsylvania, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump lại tiếp tục làm dậy sóng chính trường Mỹ khi chính thức đệ đơn kiện tiểu bang Nevada về cáo buộc bỏ phiếu bất hợp pháp của người không phải công dân. Đơn khiếu nại được đệ trên tại tòa án quận Kansas City vào thứ Tư, cáo buộc rằng có tới 4.000 người không phải công dân đã bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020 và con số tương tự dự kiến sẽ đi bỏ phiếu vào tháng 11 năm nay. Đây là hành động mạnh mẽ của chiến dịch Trump nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của cuộc bầu cử Hoa Kỳ trước sự xâm phạm của những thế lực tìm cách thao túng kết quả. Chủ tịch đảng Cộng hòa Nevada Michael McDonald tuyên bố trong một thông cáo báo chí, các cuộc bầu cử ở Nevada phải phản ánh tiếng nói của người dân chứ không phải bị ảnh hưởng bởi những người không phải công dân những người không có tư cách pháp lý để tham gia ông nhấn mạnh rằng bất kỳ nỗ lực nào cho phép những người không đủ điều kiện tham gia bầu cử là một mối đe dọa nghiêm trọng đến nền tảng của hệ thống bầu cử và làm giảm quyền lực của những cử tri hợp pháp trên toàn tiểu bang đây không chỉ là một vấn đề pháp lý mà còn là một trận chiến về bảo vệ quyền của người dân nevada đảm bảo rằng mỗi lá phiếu đều đại diện cho tiếng nói thực sự của công dân vụ kiện đã nêu tên bộ trưởng ngoại giao nevada siso Aguilar và đảng dân chủ cấp tiểu bang và toàn quốc là bị đơn yêu cầu văn phòng của Aguilar thực hiện thêm các biện pháp mạnh mẽ hơn để bảo vệ tính toàn vẹn của phiếu bầu dù văn phòng của Aguilar tuyên bố đã có nhiều biện pháp bảo vệ được áp dụng để ngăn chặn những người không phải công dân hoặc bất kỳ ai không đủ điều kiện bỏ phiếu nhưng những con số mà chiến dịch trump đưa ra đã khiến người dân nevada không thể ngồi yên với cáo buộc có tới 4.000 người không phải công dân bỏ phiếu, đây không phải là vấn đề nhỏ mà là một đe dọa trực tiếp đến nền dân chủ Mỹ. Sự can đảm và kiên quyết của Tổng thống Trump cùng đội ngũ pháp lý trong việc đối đầu với những bất công này là minh chứng cho quyết tâm của ông trong việc bảo vệ hệ thống bầu cử Mỹ khỏi sự thao túng. Chiến dịch của Trump không chỉ đang chiến đấu vì một cuộc bầu cử công bằng, mà còn là vì tương lai của nền dân chủ Hoa Kỳ, đảm bảo rằng mỗi lá phiếu được đếm là tiếng nói trung thực của người dân trong khi Đảng dân chủ và những người phản đối cố gắng bác bỏ vụ kiện bằng cách nói rằng những khiếu nại này chỉ tạo ra sự mất lòng tin vào cuộc bầu cử thì thực tế lại cho thấy sự phẫn nộ ngày càng tăng của người dân trước những cáo buộc bỏ phiếu bất hợp pháp. Quyền bầu cử là quyền thiêng liêng của mỗi công dân và việc chiến dịch Trump đứng lên đấu tranh cho sự công bằng và minh bạch này càng khẳng định cam kết của ông đối với việc duy trì tính toàn vẹn của nền dân chủ. Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đang chứng minh rằng họ sẽ không dừng lại cho đến khi mọi lá phiếu bất hợp pháp bị loại bỏ và quyền của những cử tri hợp pháp được bảo vệ. Với động thái khởi kiện Nevada này, Trump không chỉ thể hiện sự cứng trắng mà còn truyền tải thông điệp mạnh mẽ rằng nền dân chủ Mỹ sẽ không bị đánh bại bởi những hành vi gian lận và ông sẵn sàng làm mọi cách để bảo vệ lá phiếu của mỗi người dân. Chương trình tin tức hôm nay xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Hy vọng những thông tin trong chương trình đã mang lại giá trị hữu ích và kịp thời cho quý vị. Nếu quý vị thấy nội dung hữu ích, xin hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức mới nhất nào trong các bản tin tiếp theo. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.